Chiếc máy bay trực thăng rơi tại Thạch Thất Hà Nội là Mi-171. Đây là phiên bản vũ trang của trực thăng Mi-17 hay còn được biết đến với tên Mi-8MT ở Nga, một trong những loại trực thăng phổ biến nhất trên thế giới. Sau đây là những vụ tai nạn liên quan đến loại trực thăng Mi-171 đáng chú ý trên thế giới trong 10 năm qua. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2003, một chiếc Mi-8 của lực lượng không quân Ba Lan chở Thủ tướng Leszek Miller gặp nạn. Rất may tất cả hành khách của chuyến bay đều sống sót. Mi-8 là tiền thân của loại trực thăng Mi-17 hiện nay. Ngày 31 tháng 5 năm 2008, trực thăng vận tải Mi-171 của quân đội Trung Quốc đã bị rơi ở Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên với 14 người trên chuyến bay. Chuyến bay đang thực hiện một nhiệm vụ trong trận động đất ở Tứ Xuyên. Mới đây nhất, vào ngày 25 tháng 6 năm 2013, một chiếc máy bay trực thăng Mi-17V5 của Không quân Ấn Độ đã bị rơi khi đang thực hiện hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ. 20 người có mặt trên chuyến bay đã không thể sống sót.